Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, rắn là loài vật tượng trưng cho tâm linh, thường xuất hiện đại diện biểu tượng trong quan niệm tín ngưỡng. Cũng bởi vị trí đặc biệt về mặt tâm linh nên không ít câu chuyện kỳ bí về loài động vật này đã được lan truyền trong dân gian. Nổi bật trong số đó là câu chuyện về sự báo thù của loài rắn. Đầu những năm 2000, do mộ cụ tổ của cụ ông và cụ bà, dòng họ đã nằm cách xa nhau. Mộ của cụ bà lại bị người dân làm ruộng, quốc làm mất hết cả chân mộ, dẫn tới nước ngập cả bên trong. Nên cả họ đã tiến hành họp những người cao tuổi trong dòng họ, bàn chuyện chuyển mộ cho cụ bà về gần cụ ông. Người ta kể lại, khi thợ xây tiến hành đào đất để di dời mộ của cụ bà, thì phát hiện trong ngôi mộ có một con rắn lạ, nặng khoảng nửa ký, nằm ở độ sâu khoảng 1,5 mét. Lạ lùng là mình rắn màu đỏ như lửa. Tiếp tục đào mộ ông cụ, người ta lại tiếp tục phát hiện một con rắn hổ mang nặng tới 1 ký, nằm ở trên đầu mộ. Nghe theo lời kể lại, sợ nhất là cả hai con rắn trên đầu đều có màu hình chữ thập. Nhìn kỹ, thấy một con trên đầu có hình chữ thọ, một con trên đầu có hình chữ phúc. Có lẽ người ta nghĩ ở khu vực cánh đồng ngập nước này, chuyện gặp rắn thì thường như cơm bữa, nên không ai thấy làm lạ. Cánh thợ liền mang con rắn hổ mang đi bán lấy tiền uống rượu. Con rắn có màu đỏ rực, còn lại thì ông Điền là người trong dòng họ mang về nhà ngâm rượu, nhưng sau đó vợ ông không cho ngâm nên mang ra ruộng thả đi. Sau khi dòng họ di rời mộ của ông, cụ bà về với nhau, thời gian đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có biến cố nào xảy ra. Bán đi một thời gian, vào khoảng năm 2007, vợ của ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời. Dân làng bỗng trở nên hoang mang và hoảng sợ. Kể từ đó, câu chuyện về dòng họ bị ma ám bỗng trở nên xôn xao, náo động cả một vùng quê. Người trong họ cho biết, sau khi vợ chồng ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời, con dâu trưởng của người chết liền đi xem bói thì được cho rằng, khi làm mộ, nếu phát hiện có rắn ở trong thì đó là điều thịnh vượng và không nên đào lên, nhưng mọi người vẫn cố làm, dẫn tới bị động mà. Và chính vì vậy, các cụ về bắt con dâu trong họ và người đầu tiên bị bắt chính là vợ của trưởng họ. Bên cạnh đó, thầy bói còn phán thêm, do bà trưởng họ bị bắt đúng vào giờ trùng tang nên cứ thỉnh thoảng các vị thần trùng lại quay trở về lấy con cháu trong họ xuống để phục vụ cho các thần. Chẳng ai biết cái chết của bà vợ ông trưởng họ có liên quan gì tới chuyện động mồ mả tổ tiên hay là trùng tang hay không. Nhưng kể từ khi cô con dâu đi xem, thì hàng loạt những người trong dòng họ, không kể già, trẻ, gái trai, cứ thế là chết dần, chết mòn. Hơn một tháng sau, cả họ suốt ngày bận bịu vì tiễn đưa 4 người, bao gồm cô, dì, chú, bác, cháu trong dòng họ về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Một điều trùng lặp khác khiến cho mọi người vô cùng lo sợ. Chỉ trong vòng có hơn nửa năm trời, bà vợ con của một gia đình trong dòng họ đang mạnh khỏe, bỗng nhiên đổ bệnh rồi từ biệt mọi người về với thế giới bên kia. Trong vòng hơn một năm trời kể từ cái chết đầu tiên, tổng cộng gần chục người khác trong dòng họ cứ thế mà kéo nhau chết hết. Trong đó có những cái chết thuộc dạng lý do cực dị. Cái chết của anh Lờ Về Ngãi là một trong số đó. Lạ lùng ở chỗ, khi nhắc tới, cả người trong và ngoài cuộc vẫn ngơ ngác không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Đó là một buổi chiều giữa tháng 9 2009, vào giữa mùa ruồi nổi, anh Ngãi cùng với vợ chở nhau bằng xe đạp ra sông Bích Thủy bắt ruồi. Chị vợ kể lại, hôm đó khi đi tới bờ đê sông, anh Ngãi đưa điện thoại cho tôi, dặn đứng chờ anh, rồi anh ấy bẫy thuyền ra giữa sông để bẫy ruồi. Bóng anh Ngãi dần khuất trong bóng đêm giữa mênh mông sóng nước, chỉ còn thấy leo lắt ánh đèn pin. Đứng đợi trên bờ một hồi lâu, bóng chị nhận được điện báo của anh chồng cũng đánh rơi cách đó vài trăm mét vuông thông báo việc thấy đèn pin và chậu đựng rơi của anh Ngãi trôi lập lờ theo dòng nước mà không thấy người đâu. Có chút sững sờ nhưng chị vợ cố trấn an suy nghĩ vì biết chồng lớn lên trên sông nước, bơi lội nhất nhì trong làng, không thể có chuyện chết đuối. Nhưng đợi mãi, gọi mãi không thấy, chị mới tá hỏa hô hoán mọi người đi tìm giúp. Vạch từng bụi cỏ quanh sông, theo dòng vài km cũng không thấy động tĩnh gì.
Lúc bấy giờ, không hiểu linh tính thế nào, người anh trai nạn nhân mới giật mình và nói rằng nó vẫn ngồi đâu đấy thôi. Quả thực, tất cả những người hôm đó sững sờ khi nhìn thấy thi thể của anh ngãi chợt bật lên khỏi mặt nước, xếp chân trong một tư thế ngồi ngay cạnh mạn thuyền, không hề trôi đi dưới dòng nước đang cuồn cuộn chạy, trong khi không hề vướng mắc vào bất kỳ một vật cản nào. Nén lại đau thương và không thể giải thích được cái chết kỳ cục của nạn nhân, mọi người chỉ đoán già đoán non rằng anh đã bị cảm đột ngột nên đã đuối nước mà thiệt mạng. Đúng ngày giỗ 100 ngày của anh ngãi, người anh trai cũng đột ngột qua đời ngay trong buổi sáng giỗ em. Sáng hôm ấy, chị vợ anh tỉnh dậy tình mơ, chuẩn bị gánh hàng cá đi chợ, nhưng thấy chồng vẫn nằm in thiên thít thì thầm nghĩ chắc hôm qua đi làm mệt nên say giấc và đã không đánh thức chồng dậy. Sau khi chuẩn bị cơm sáng đưa con đi học rồi, đến khi tan chợ về nhà, chị vợ thấy làm lạ vì thấy chồng không còn đi giữ cỗ trăm ngày của em trai mà nằm bất động trên giường. Nấu cơm xong, gọi dậy ăn nhưng anh chồng chỉ lắc đầu. Ngỡ chồng giận mình vì lý do nào đấy nên chị không nói gì. Đến tận chiều, cả nhà mới hốt hoảng về tình trạng của anh. Gia đình vội vàng đưa anh đi cấp cứu. Nhưng những dấu hiệu không lành về sức khỏe hiện tại của bệnh nhân đã báo trước cho dòng họ thêm một lần tăng tốc. Anh trai của ngãi đã qua đời ít ngày sau đó tại bệnh viện Hải Dương sau một cơn đột quỵ ấy. Nỗi đau trong họ Mạc, gia đình còn chưa chấm dứt khi hai anh em ruột lần lượt qua đời cách nhau 100 ngày mà không có lý do, thì là một sự kỳ lạ lại liên tiếp diễn ra. Đúng 100 ngày sau cái chết của người con thứ hai, mẹ đẻ của hai anh cũng đã đột ngột qua đời. Khăn tang trắng lại chồng lên khăn tang. Chỉ hơn 9 tháng trời mà gia đình phải chịu cảnh chia ly ba người thân. Người trong họ kinh hãi, người trong thôn xôn xao. Thực hư không rõ thế nào, nhưng những sự việc kỳ lạ này cứ được đồn đại lên. Có người cho rằng khi thấy người anh không dậy được thì mời thầy về cúng bái. Cúng ngày hôm sau, nạn nhân bỗng tỉnh lại. Nhưng kỳ quái là khi tỉnh dậy, người này cứ đuổi bà vợ đi để cắn. Rồi ngày hôm sau nữa thì cũng đã chết. Rồi chuyện lúc gia đình làm lễ gọi hồn người đó về hỏi thì người đó nhập hồn vào một người khác và cứ cười khanh khách. Có phải một mình tao bắt đâu, thằng đấy nó khỏe lắm, tao phải gọi mấy người, lừa lúc nó say rượu nên mới bắt được. Trước hàng loạt cái chết của mọi người, dòng họ liền tìm xuống một ông thầy ở Quảng Ninh để cầu cứu, thì được người này phán rằng dòng họ bị trùng tang nên cứ khoảng 100 ngày lại có một người ra đi. Nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay, lập đàn, giải hạn. Ông thầy Quảng Ninh phán rằng, trong dòng họ một tuần nữa sẽ có người tên Cường sắp bị bắt đi. Không tin vào lời thầy phán, mọi người trong họ lại tiếp tục đi gọi hồn ở bên huyện Nam Sách. Trong quá trình gọi hồn, người chết hiện lên, nhập vào một người và cho biết, vào ngày 20 tháng 8 2010, các thần sẽ bắt một người tên là Cường, trắng trẻo, đẹp trai, đi làm xa và người có trực tước. Ngay sau khi nghe thấy thông tin đó, trong người ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ và chờ tới ngày 20 định mệnh. Rà soát trong họ xem có ai tên Cường không thì chỉ thấy có duy nhất một người tên Cường là con của ông lão, định mang con rắn màu đỏ về ngâm rượu. Người này đã lấy vợ nhưng ở tận Hà Nội. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Trong dòng họ này, người dặn người kia luôn phải cẩn thận. Máy điện thoại lúc nào cũng phải bật 24/24 để nghe ngóng tình hình. Đến 20 giờ ngày 20 tháng 10 2010, cả họ vẫn chưa thấy xuất hiện tin xấu, cho rằng mọi chuyện đã qua và các thầy bói, thầy gọi hồn là lừa bịp. Mọi người vui vẻ rủ nhau đi uống rượu, hát karaoke ăn mừng. Nhưng cuộc vui ấy chỉ diễn ra chưa được 2 tiếng đồng hồ, đúng 22 giờ, điện thoại mọi người run bần bật. Người trên Hà Nội báo về hung tin anh Cường vừa chết thảm sau khi tàu hỏa đâm ở thị trấn Văn Điền. Người thì chết đứng, chết lặng, sững sờ, người thì quá sợ mà rơi cả cốc bia. Làm vỡ tan mà không hay khi nghe thông tin ấy, một người thuật lại. Nạn nhân của một kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, thời điểm anh ra đi, vợ anh đang mang bầu đứa con đầu lòng và anh cũng đang giữ chức vụ phó giám đốc tại một công ty chuyên về thiết bị điện. Hơn 2 tháng sau, người trong họ lại tiếp tục đi xem bói và được thầy phán sắp tới sẽ có một người trong họ có tên Vân Hát sắp ra đi. Lại một lần nữa, sự trùng lặp diễn ra vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Một người trong họ có tên là Hùng, đang khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên đổ bệnh. Sau khi đi bệnh viện chụp chiếu, ông được các bác sĩ cho về nhà chữa trị.
về nhà được vài ngày. Trong khi đi từ nhà ra ngoài, thì ông đã gục ngã và chết luôn tại chỗ. Như vậy, chỉ tính trong vòng chưa đầy 3 năm, dòng họ này đã có 12 người chết bất thường, chết vì bệnh tật. Khu nghĩa trang của dòng họ lúc nào cũng trắng vòng hoa vì người trong dòng tộc theo nhau đã chết hết. Những người trong dòng họ Liều V biết bao ngày nay đã sống trong sự sợ hãi. Không những thế, họ còn phải luôn nhận được những cái nhìn ái ngại của người trong vùng. Sau những sự việc xảy ra, những người nghĩ rằng rồi bây giờ con cháu nhà họ ấy sẽ khó lấy vợ, lấy chồng, do ai cũng biết chuyện đấy nó sẽ bất an và sợ ma ám. Câu chuyện của dòng họ khi còn bị một số người dân gán ghép vào những câu chuyện không hay hay là xui rủi khác. Người xấu bụng thậm chí còn thêu dệt ra những câu chuyện đổ lỗi cho người họ khác, chết cho họ Liều V. Một phụ nữ trong làng thì thào với chúng tôi: đấy, cái vụ nhà chị hàng xóm cạnh nhà ông trưởng họ chết vì điện giật là một ví dụ. Người nhà chị bị điện giật đã đi xem bói thì được thầy phán rằng do bà vợ, ông trưởng họ trên đường đi về nhà bắt con cháu đi cùng, nhưng do cửa khóa không vào được nhà nên đã vòng ra phía sau. Không may nhà chị ấy ngay đằng sau nhà bà nên hồn ma đã bắt bà này đi. Những người trong dòng họ Liều V muốn tin rằng những tai ương liên tiếp giáng xuống đầu của họ bấy lâu nay chỉ là một sự rủi ro. Họ muốn vận đen này sẽ qua đi, để cho những người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Con cháu trong nhà sẽ khôn ngoan, khỏe mạnh, dựng vợ gả chồng, xóa bỏ đi lời đồn ma ám bấy lâu nay. Những người còn sống làm tròn trách nhiệm cai táng cho những người đã khuất theo đúng thủ tục văn hóa Việt Nam. Vì sao? Vì hai con rắn phải chịu nhiều nỗi đau đến thế? Mọi người đặt ra câu hỏi. Tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.